Xin chào các bác nhé, chào mừng các bác lại đến với video tiếp theo trên kênh của em. Hôm nay em lên một video so sánh vui cho các bác xem cây giáng hương tam bảo sắc hoa trắng tím và cây tam bảo sắc hoa vàng. Lưu ý video này chỉ mang tính chất là tham khảo vui vui thôi, không có mang tính chất phân biệt vùng miền các bác nhé. Vì thời gian gần đây thì em thấy có khá là nhiều shop bán tam bảo sắc, họ luôn miệng quảng cáo rằng đó là tam bảo sắc hoa vàng, nhưng thực chất họ làm sao để có thể biết tam bảo sắc hoa vàng? Và đây, ngay bây giờ em sẽ nói cho tất cả các bác cùng được biết nhé. Đấy, hiện tại thì cây tam bảo sắc hoa vàng của em này cũng đã nở khá là độ như thế này rồi. Đợi mãi cây này mới chịu nở đến đây thì những bông tam bảo sắc hoa trắng tím thì gần như cũng đã tàn hết sạch luôn rồi. Còn mỗi chùm này là thành hoa thôi các bác. Còn lại những cây này thì đã... Còn lại những chùm bên này thì đã tàn mất rồi. Đó. Đây. Như chùm bên này đây, trắng tím khá là rõ ràng đúng không ạ? Khi chúng ta có hai chùm hoa nó đang nở, chúng ta đặt cạnh nhau thì chúng ta mới thấy được sự khác biệt rõ rệt ở cây hoa trắng và hoa vàng. Đấy, như các bác có thể nhìn thấy đây. Nếu mà các bác mới chơi lan, nhìn cái khuôn bông như thế này, chắc hẳn các bác sẽ nghĩ ngay đây là hoàng nhạn, nhưng không phải các bác nhé. Hoàng nhạn thân lá nó sẽ khác hoàn toàn so với cây tam bảo sắc hoa vàng này. Đó, tam bảo sắc hoa vàng hay người ta còn gọi là hoàng tam bảo đấy, tức là màu vàng đấy, nó thiên về màu vàng nhiều hơn là màu tím. Như các bác thấy đây, cây trắng tím thì nó chỉ đơn giản là màu trắng hồng và có màu lưới tím thôi, và những cái cánh này nó lem luốc, nó đốm khắp nơi này, nó không phải như là tam bảo sắc hoa vàng. Tam bảo sắc hoa vàng thì nó khá là rõ ràng như thế này đây. Đấy các bác thấy không, nhìn không lấy nét được. Đấy. Phần lưỡi này, rồi phần môi này, nó khá là sạch sẽ, màu nó không bị lem màu tím, màu hồng vào đây. Nhìn nó khá là gọn gàng như vậy. Chùm này thì nhìn thật sự là khá giống với hoàng nhạn, nhưng hoàng nhạn thì nó sẽ ngả màu vàng nhiều hơn và màu đỏ của nó ít hơn, và các cánh này nó sẽ không có màu đỏ nhiều, chủ yếu là màu đỏ ở phần lưỡi này thôi. Đấy, giá trị kinh tế thì nó sẽ chênh nhau rất là nhiều đấy. Đối với tam bảo sắc hoa trắng tím và tam bảo sắc hoa vàng thì chênh lệch giá trị nó không cao. Còn đối với hoàng nhạn với tam bảo sắc hoa vàng thì nó chênh lệch nhau khá là nhiều. Rồi chúng ta sẽ đến với cái vấn đề thú vị nhất, đó chính là tại sao các nhà bán hàng người ta biết đây là cây tam bảo sắc hoa trắng tím hay là hoa vàng trong khi đó nó chưa nở hoa. Thực ra để mà phân biệt qua thân lá thì gần như là không thể đâu, nhưng họ nói như thế nào để cho nó dễ bán thì đấy là những cái chiến lược marketing của họ, thì em không có nói sâu về vấn đề đó, đấy là việc của họ. Nhưng còn các bác mua được cây hoa trắng tím hay là hoa vàng thì sẽ là một vấn đề cần sự chính xác rất là cao đấy. Vì khi mà chúng ta mua cây tam bảo sắc hoa vàng thì nó sổ ra cây trắng tím thì chúng ta lại thấy nó khá là hụt hẫng đúng không ạ? Ồ, bông này có vẻ nó khá là đặc biệt đây. Bông này cánh nó còn... Bông này cánh đài của nó còn có cả cánh tua nữa này. Đù, khá là lạ đúng không ạ? Rất lạ mắt luôn. Dây này em cũng đã ghép khoảng độ 4-5 năm rồi. Thời đó nghèo mà mua những cây giống nó biết xíu xiu như thế này để mà dán vào đây. Thật sự lúc đấy ghép như thế này là thấy nó rất là thưa rồi nhá. Nhưng hiện tại nó lớn lên thì nó chen chúc nhau nhìn nó khá là dày dặn như vậy rồi. Chắc là thời gian tới em sẽ phải gỡ ra để cho nó có không gian sống nó thoải mái hơn và nó sẽ có đầy đủ ánh sáng để quang hợp hơn. Trong một rề to như vậy này, em ghép vào đây có tận ở đâu 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cây, mà có đúng 2 cây là tam bảo sắc hoa vàng thôi. Lúc mua thì cũng không có phân biệt đâu là hoa trắng, đâu là hoa vàng đâu. Cứ ghép vào thôi. Đấy, đây là năm đầu tiên nó ra hoa này. Là đây là năm đầu tiên nó ra hoa, khá là ấn tượng. Chắc hẳn các bác theo dõi kênh của em lâu thì các bác lại nhầm tưởng với cây bên này. Cây bên này thì năm trước cũng đã được lên sóng, nhưng do vừa rồi em mang ra ngoài trời cho nên bị sương muối nó đốt cho đen thui như vậy này. Lá của nó cháy liềng xiềng hết. Năm nay nó cho em được có 2 cần hoa. Cây lá xếp dưới này đây, thậm chí nó còn trốn hoa luôn này. Này, ghê chưa. Cây này thì lá rất là to nhé. Và dề này cũng thế, năm xưa cũng là trồng theo kiểu là mua hàng hàng xô về ghép, ghép 4 cây vào một cái tấm thớt như vậy này. Cho nên nó ra hoa nó cũng khá là khập khiễng.
cây này thì hoa trắng tím, còn cây bên dưới thì hoa vàng. Đây các bác nhìn thấy không? Cây này nó có sự khác biệt gì không? Cây này lá xếp tam tắp khá là đều nhé. Thông thường như chúng ta đều biết thì cây tam bảo sắc hoa vàng là cây miền trong đúng không ạ? Miền trong thì cây nó lá lướt như thế này. Nhưng dề này thì ngược lại. Đấy, cây lá lướt này lại là tam bảo sắc hoa trắng tím nhé. Còn cây lá xếp này lại là tam bảo sắc hoa vàng. Đó. Chúng ta sẽ không có một cái căn cứ nào để chúng ta biết được rõ đâu là cây tam bảo sắc hoa trắng, đâu là tam bảo sắc hoa vàng đâu các bác. Như cây này cũng thế này. Đấy. Những dề tam bảo sắc này em không hiểu sao bây giờ mới thấy có nụ nó bằng này thôi. Nhưng dề bên này thì nó lại nở hoa rồi. Khá là thú vị. Dề này nó nở hoa sớm hơn khoảng độ 15 ngày đấy. Em nghĩ là những cây vòi này chắc phải tầm 15 ngày nữa nó mới có thể nở được. Đấy, và cây to bên dưới này thì năm vừa rồi cũng đã ra hoa và cho phần nhánh khá là đẹp. Nhưng năm nay thì nó trốn hoa hoàn toàn rồi. Không thấy có vòi hoa nào luôn. Có lẽ là do nó bị sương muối đốt cho nên là nó rỗi luôn, không chịu ra hoa nữa. Vừa rồi em cũng có làm clip là kích mầm con cây đơn thân đấy. Thì đây nó bắt đầu ra được cho em một cây con này nè. Dề này thì rất là già rồi, em ghép cách đây rất là lâu rồi, từ hồi mới chơi lan cơ. Đấy các bác thấy không, cái phần cái gốc già, đấy, cái phần gốc già này nó đã khô hết như vậy rồi nè. Cây này thì cũng đã được một mẹ bồng con. Cây này cũng đang chuẩn bị bồng thêm con. Cây này cũng bồng con nữa này. Đấy, sắp tới em sẽ kích cho nó ra nhiều hơn một chút. Ở bên này em cũng có một cây. Cây này thì kích mầm con nó khá là dễ. Đẻ khá là... Cây này khá là mắn đẻ. Cây này thì khá là mắn đẻ rồi. Đấy, kích một phát là nó lên ầm ầm như vậy này. Đấy, các bác đếm được bao nhiêu con không? Đây nhá, đây là con cả nhá. Đây là con thứ hai này, con thứ ba này. Và dưới này có một con nữa này, không biết các bác có nhìn thấy không? Đấy, cái phần này nó rẽ ra bên này đây. Đấy, đây là một phần con nhá. Con thứ tư, con thứ năm. Và hiện tại nó đang bắt đầu chửa con thứ sáu này. Phát triển khá là mạnh nhưng năm nay nó cũng ra được có hai vòi hoa này này. Cây này cũng là cây tam bảo sắc hoa trắng tím thôi, cây miền Tây Bắc đấy các bác. Do vừa rồi em sử dụng thuốc kích hoa cho nên nó bị dẹo một cái ở đây, nhìn nó khá là xấu đúng không ạ? Khuyến cáo các bác là đừng có nên kích thuốc như em nhé. Em thử nghiệm kích mỗi lần thấy khá là hại cây. Đây em dùng Kipro Mỹ kích đấy nhé, kích nó ra được 4 vòi hoa liên tục nhưng mà sau đó hậu quả khá là nặng nề như vậy. Rồi trở lại với cây tam bảo sắc hoa trắng tím này. Về cơ bản thì giá trị kinh tế của nó thì cũng xếp xem nhau thôi. Nhưng mục đích các nhà vườn người ta quảng cáo là tam bảo sắc hoa vàng. Thì bản chất cây hoa vàng này nó đẹp hơn đúng không ạ? Đấy, chúng ta có thể nhìn so sánh trực tiếp đây. Nó đẹp hơn rất nhiều so với cây tam bảo sắc hoa trắng tím. Đây, cây này đằng nào cũng sắp tàn rồi. Em ngắt xuống so sánh cho các bác luôn này. Đây, so sánh trực tiếp nhá. Đây, nó khác nhau khá là nhiều đấy. Đấy, các bác thấy không? Nó khác nhau rất nhiều, một trời một vực luôn. Mà chùm này có lẽ là nó còn nở trước cơ. Chùm này cũng thấy nó đang héo héo rồi. Có lẽ một số bác mới chơi chưa biết đến là cây tam bảo sắc có hai màu thì các bác sẽ cho rằng cây nó nở lâu cho nên màu nó nhạt, nhưng hoàn toàn không phải nhá. Nó là hai loại và hai mùi hương hoàn toàn khác nhau. Cây này nó sẽ có mùi chua kiểu mùi chanh, còn cây này nó sẽ có mùi ngọt hơn, nó thiên về mùi như kiểu mùi hoàng nhạn đấy, khá là thơm. Có thể một số bác không chịu được hương nồng thì tam bảo sắc hoa trắng này nó sẽ là một lợi thế vì nó thơm khá là thanh, còn mùi này nó sẽ thơm khá là ngọt. Đấy, đây là hai sự lựa chọn mùi hương cho tất cả các bác yêu thích hoa lan rừng. Trong một cái rễ này có tận 3 mặt hoa khác nhau. Chơi lan rừng nó rất là đa dạng như vậy này. Nó ăn đứt các loại lan công nghiệp ở chỗ là mùi hương, rồi đến mặt hoa, rồi đến cả thân lá nó cũng khác nhau là hoàn toàn đấy. Ngay cả cái phần giá thể ghép này cũng đã khác rồi đúng không ạ? Chúng ta mua những cây lan công nghiệp thì chủ yếu là ở trong các cái cốc nhựa đen như thế này thôi. Đấy là những cái sự đa dạng và phong phú của lan rừng mà không phải loại hoa nào cũng có.
Đấy chính là những điểm mà khiến cho những người yêu lan luôn mê mẩn với lan mà không biết mình yêu lan từ khi nào. Mặc dù em còn khá là trẻ nhưng em chơi lan cũng đã được 7-8 năm nay rồi. Nói chung là chơi khá là lâu rồi, cũng chưa đến nỗi như các bác thâm niên mấy chục năm, nhưng thời gian 7-8 năm là cũng quá đủ để chúng ta hiểu biết về một số loại lan mà chúng ta đang có và chúng ta trồng từ hồi xưa. Đấy, để có thể chia sẻ cho tất cả các bác có những góc nhìn khách quan nhất đến với những loại phong lan rừng. Đây em so sánh luôn cho các bác xem này. Đấy, cây tam bảo sắc hoa vàng có vẻ là khuôn hoa của nó to hơn, cánh hoa rất là dày như vậy này, và chắc chắn là dày như thế này thì độ bền hoa của nó sẽ cao hơn là cây tam bảo sắc hoa trắng tím rồi. Về nguồn gốc của cây tam bảo sắc hoa trắng tím, theo một số nguồn tin mà em tìm hiểu được thì cây tam bảo sắc hoa trắng tím này được lấy từ khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Việt Nam. Còn những cây tam bảo sắc hoa vàng này thì ở các khu vực phía trong, gọi nói chung là phía Nam đấy. Đấy, các khu vực phía Nam mà cây tam bảo sắc hoa vàng nó được nổi tiếng nhất chính là ở vùng Bình Thuận, khá là đẹp. Cây tam bảo sắc hoa vàng ở đó khá là đẹp. Còn về thân lá thì chúng ta sẽ khá là khó để chúng ta phân biệt được đâu là tam bảo sắc hoa trắng và đâu là tam bảo sắc hoa vàng nhé. Cho nên khi mà các bác mua, nhà vườn người ta có bảo các bác là tam bảo sắc hoa vàng nhưng chưa nở hoa thì các bác cũng không nên quá kỳ vọng để rồi lại thất vọng, vì ngay cả người bán họ cũng không thể xác định chắc chắn được đâu là tam bảo sắc hoa trắng tím và đâu là tam bảo sắc hoa vàng. Họ chỉ nói như vậy để có thể bán được hàng tốt hơn thôi. Đấy chính là những cách mà người bán hàng họ hay áp dụng. Và em cũng không có nói bất kỳ shop nào bán gian dối nhé. Đây em chỉ chia sẻ một cách khách quan để cho các bác mua lan họ có những góc nhìn đa chiều hơn và đỡ kỳ vọng hơn thôi. Và video của em hôm nay cũng xin phép được kết thúc tại đây. Nếu mà các bác thấy video này hay, thú vị, các bác đừng quên nhấn like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Để cho em có động lực ra những video tiếp theo trong tương lai hay hơn và cải tiến hơn, để có thể gửi gắm những gì mà em biết đến tất cả các bác mới chơi còn cần tìm hiểu nhiều về phong lan. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.